thôi. Nào. Hình như có điện thoại. Kệ đi em. Xuống đi. Ui trời. Chồng em gọi. Kệ chồng em. Nào. Trật tự. Alo anh ạ, em đây. Em đang ở đâu đây? Em đang đi cà phê với Kiều Anh ạ. Cái gì? Em đi cà phê với Kiều Anh á? Vâng. Mà anh đang ở đâu ấy? Sao tự nhiên anh gọi cho em? Anh đang đi công việc với thằng Phúc. Nhớ thì anh gọi thôi. Anh đang đi công việc với anh Phúc ạ? Anh với nó đi bàn dự án. Thế em cà phê ở đâu? Gửi địa chỉ anh qua. Thôi ạ, anh không cần qua đâu. Bọn em cũng sắp về rồi mà. Hay là anh gửi địa chỉ cho anh đi. Em qua luôn ạ. Thôi, bọn anh bàn toàn chuyện công việc, em qua làm gì? Thế em về nhà luôn đi, tí mình gặp nhau ở nhà. Anh Đạt. Này, sao em nói chuyện với chồng em xong mặt em xanh mét đấy kìa. Chồng em bảo là đi công việc với anh, mà trong khi anh đang ở với em mà. Chắc chắn là chồng em ngoại tình. Nó ở với con nào, nó cắm sừng em rồi. Bình tĩnh, đừng nóng giận như thế. Ông ăn trả thì ba anh em mới có cái gì đâu. Không được. Khốn nạn mà. Em ngoại tình ấy là bởi vì nó không đáp ứng được nhu cầu cho em. Chứ em không cho phép nó cắm sừng em như thế. Rồi, anh biết rồi, bình tĩnh đi. Đừng có nóng giận như thế, mất sinh đấy. Còn có anh ở đây mà, anh ấy sẽ khiến cho em hạnh phúc. Nào, tiếp tục gì nữa. Mày em nói chứ, nó bảo nó đi cà phê với em trong khi em đang ở đây với anh. Thế nó đi kiểu gì? Thật sự là em không hiểu nổi nó luôn ý. Anh là đàn ông con trai, anh đi ngoại tình gái hú thì nó là chuyện bình thường. Nhưng mà nó là đàn bà, ngoại tình thế khác gì là gái. Mẹ nói, dám đâm sâu lưng anh. Thế là anh bị nó cắm cho cái sừng to đùng trên đầu rồi đấy. Nhưng mà anh yên tâm, còn có em ở đây, em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu. Anh đi đâu giờ mới về hả? Nói đi, anh đi với con nào? Tôi đi với thằng Phúc. Còn cô đi với thằng nào? Tôi đi với cái Kiều Anh. Tôi đã bảo rồi, tôi không nói dối anh. Này, anh đừng tưởng tôi không biết. Tôi gọi điện cho bạn anh rồi. Bạn anh bảo ấy là anh không đi với nó. Thì rốt cuộc anh đi với ai? Anh đi với con nào hả? Này, cô tưởng tôi là thằng ngu. Cô biết gọi cho thằng Phúc, tôi không biết gọi cho con Kiều Anh bạn cô. Kiều Anh nó bảo là nó không đi với cô. Thế cô đi với thằng nào? Tôi đã bảo là tôi đi với Kiều Anh. Này, anh đừng đánh trống lảng nhá. Nói đi, anh đi với con nào? Anh cặp kè với con nào? Anh ngoại tình, bây giờ anh lừa dối tôi à? Này, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi đếch ngoại tình với ai cả, hiểu không? Còn chính cô ấy, cái mặt cô đang cắm lên đầu tôi một cái sừng đấy, nhá. Này, không ngóc đầu lên được với tôi đâu. Này, thế anh nghĩ là tôi sẽ để yên cho anh nếu như mà anh ngoại tình á? Không, tôi ấy sẽ để cho bố mẹ anh biết, bạn bè, đồng nghiệp, cả công ty của anh biết, để anh nhục mặt, hiểu chưa? Này, đi đâu? Đi đâu á? Bỏ ra. Tối nay đừng có mà vào phòng tôi ngủ nữa, nghe chưa? Mọi người mày như... Này, chuyện tao nhờ mày thế nào rồi? Chuyện mày nhờ tao thì tao vẫn làm thôi. Tao vẫn theo dõi cô ấy 24/24. Nhưng mà tao chả thấy cô ấy đi cùng người đàn ông nào khác cả. Mày chắc chưa? Tao chắc chắn. Với lại nhá, tao thấy hàng ngày cô ấy chỉ đi làm rồi đi về nhà, rồi đôi khi thì đi mua sắm một chút thôi. Tao thấy cô ấy còn chả nói chuyện với đàn ông. Nó không đi nhà nghỉ luôn? Không. Chắc chắn? Tao chắc chắn. Là tao bảo này, mày ghen tuông vớ vẩn vừa chứ. Vợ mày thì là chỉ tin cô ấy chứ. Ta đi theo chồng mày suốt đấy, nhưng mà chả thấy có ai khả nghi cả. Thế nhưng mà mày không thấy chồng tao đi đâu bất thường à? Vâng. Cũng không chở gái đi đâu luôn. Không, tao thấy là chỉ có đi một mình thôi. Mày đang yêu đúng vừa thôi. Tao thấy chồng mày ổn mà, vừa đàng hoàng tử tế, lại vừa đẹp trai. Nhưng mà không có lừa thì làm sao mà có khói. Nếu mà anh ta không nói dối tao ấy, làm sao mà tao đa nghi được. Thì có thể là chồng mày không nói cho mày, tại vì sợ mày suy nghĩ gì ra. Mày nói thật không? Tin cái gì? Bây giờ nha, nó nói dối tao. Nó bảo nó đi cà phê với con Kiều Anh, mà nó có đi đâu.
Nhưng mà có chuyện gì mà không nói với tao được cơ chứ? Ừ thì có cái lý do gì đấy khó nói thì cô mới làm như thế. Đôi khi ấy, nói dối đâu phải là xấu, đúng không? Ai mà biết được. Nhưng mà tao khẳng định mày là chồng mày không lừa dối mày đâu. Mày nói thật không? Nói chung là ấy, vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau. Mày cứ nghĩ nhiều thế. Đâu hết đâu. Hôm qua em có gặp con Vi. Em khẳng định với nó là anh không ngoại tình. Nó tin em sái cổ. Từ nay chúng mình lại bớt đi được một nỗi lo. Anh cũng nhờ thằng Phúc theo dõi con vợ anh. Nó cũng bảo là không có cái gì khả nghi cả. Kệ nó đi, mình lo chuyện mình thôi. Còn nó thì cứ kệ đi. Đúng rồi, anh có con bồ ngon thế này cơ mà. Cưỡng làm sao được. Sao đấy? Làm cái gì thì nhẹ nhẹ thôi chứ. Làm như kiểu muốn sập cái phòng người ta ra không bằng ấy. Kệ người ta đi em. Em hết hứng rồi. Không được, em phải sang kia chửi cho chúng nó một trận được. Ok, thôi em kệ. Rơi à, mất cả hứng. Mở cửa ra. Có chuyện gì đấy cô em? Còn chuyện gì nữa? Làm cái gì thì nhẹ nhàng thôi, chứ phòng khác người ta còn ngủ chứ. Anh làm như kiểu là sập cả cái nhà nghỉ ấy. Vô duyên thích biết. Thế bây giờ cô em muốn như nào? Đã vào đây rồi là còn muốn nhẹ nhàng á? Bị dở hơi à? À? Mà tôi tưởng con gái bọn cô phải thích trò như vậy lắm chứ hả? Anh! Sao? Nếu như mà cảm thấy khó chịu quá ấy, thì về bảo bồ cô làm cho không được mà. Này, anh em nói cho đàng hoàng nhá. Tôi nói làm sao không đàng hoàng hả? Sao làm sao? Em? Phúc! Ôi anh ơi, có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Cô dám đi nhà nghỉ với thằng Phúc? Thế còn anh? Anh với Kiều anh? Anh dám ngoại tình với Kiều anh á? Phúc, tao bảo mày đi theo dõi vợ tao, chứ tao không bảo mày đi ngủ với nó. Bây giờ mày muốn cái gì? Thôi đi. Anh ngủ với con khác được ấy, chứ tôi cũng ngoại tình được. Như nhau cả thôi. Đi. Con kia, mày đứng ra cho tao.